Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về chợ hoa của thành phố Rạch Giá nha các bạn. Hôm nay chỉ mới có 19 Tết thôi các bạn, nhưng thành phố Rạch Giá chuẩn bị cho cái chợ hoa rất là nhộn nhịp rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ đi một vòng ngắm chợ hoa của thành phố Rạch Giá nha các bạn. Đây là khu đô thị Phú Cường các bạn. Người ta chuẩn bị cho những cái đường hoa rất đẹp các bạn ơi. Đây là những gian hàng bán hoa xuân nha các bạn. Ở đây mấy cái bưởi đẹp quá bạn ơi. Mấy cái bưởi quá đẹp các bạn. Kêu bằng bưởi gì? Bưởi diễn của Hà Nội hả? À, túc ngoài Hưng Yên chở vô đây ha. Quá đẹp luôn các bạn. Nhiều lắm các bạn ơi. Trái bự bự không, mấy chậu quá đẹp. Chậu này trái quá trái luôn. Quá đẹp bạn ơi. Chậu của nó vậy cái giá dao động khoảng bao nhiêu? 6 triệu đến 8 triệu một cây. Một chậu gì đó. À. Này là có giá từ 6 triệu tới 8 triệu một chậu nha các bạn.
tùy cái chậu lớn nhỏ các bạn, cây lớn cây nhỏ. Nhìn đẹp quá các bạn ơi. À, cây này ha, cây này 8 triệu ha. Cây này là có giá là 8 triệu nha các bạn. À, có khách mua rồi, người ta băng cái băng keo lại các bạn. Quá trời trái luôn, trái bự bự mà cây này đẹp các bạn ơi. Cây này nó gọn, ít lá, trái nhiều. Nó có cái tầng đẹp quá. Tới chậu luôn. Bên đây còn giữ nữa các bạn. Bên đây là hàng khủng luôn nè. Mấy cái gốc bưởi này là giữ luôn các bạn ơi. Trời ơi. Còn mấy cây bưởi này khủng nữa các bạn. Cái cây nhỏ bên kia từ 6 tới 8 triệu, còn mấy cái gốc này chắc mấy chục không quá các bạn. Quá trời cái gốc này. Gốc của cây bưởi này bự chà bá luôn các bạn. Này là bưởi thiệt không nha các bạn. Đây mấy châu hạnh quá nhiều các bạn ơi, châu hạnh đẹp quá. Cây mai lớn các bạn. Chậu mai quá khủng các bạn ơi. Ừ.
Đây có mấy chậu mai lớn quá bạn ơi, mai cao quá ghê luôn. Đây, chỗ này người ta bán phụ tùng kìm, búa, chìa khóa mỗi lớp đủ bạn. Mấy này người ta bán tại căn ký các bạn ơi.